Tâm bị phạt đúng không nhỉ? Nhưng mà Vâng. cái bài tập bị phạt đấy thì cô vẫn chưa gửi cho Tâm đâu, à, cho Châu đâu. Tại vì cô cần phải tìm bài mà cô vẫn chưa tìm được bài phù hợp ấy. Nên là Nhưng mà bài buổi sau sau buổi hôm nay thì tập cô sẽ gửi lại cho Châu nhá. Cái thứ hai là cái video đấy thì nó ở trong sách mà. Thì cô cần gì phải gửi lại đâu nhỉ? nhưng mà em không có sách cô ấy. Cô có gửi file mềm ở trong trong nhóm Zalo mà. Nhưng sao em chả thấy. Cô gửi cho thầy đúng không? Thầy phải gửi cho em mà. Không, cô gửi luôn vào nhóm C4 đấy, cô còn ghim cả lên rồi mà. Cô nhìn Đây thấy nhá. cô gửi rồi á. Đây nhá, cô share lại nhá, cô share màn hình nhá. Nhìn vào đây này. Rồi. Thế tại sao trong suốt thời gian đấy không nói với cô? Em nói rồi đấy. Mà đến hôm nay không mới nói, tại sao không nhắn tin vào trong nhóm? Hôm nay em mới mở ra. Thế Mấy chứng hôm tỏ trước là em cũng mở ra chưa nhưng mà quan em tâm không đến việc bài tập thấy. về nhà nhá. Hôm qua em cũng mở ra rồi nhưng mà em không thấy cô gửi thế này em thôi em không nhắn nữa rồi. Tại sao lại không nhắn? Cái này có rồi. Có thấy gì đấy không? Còn Đây bận này. gì? Cô đã ghim hai cái bản file mềm, một bản của sách giáo khoa và một bản của sách bài tập lên đây rồi mà. Cô gửi rồi mà. Bấm vào cái gì nó mới ra cái bài tập đấy. Đúng là cái phần ghim cô có ghim mà đúng không nhở? Cô có Đâu ghim hai cái em bản xem. sách này. Em lại không không biết là không phải kim chứ kim thóc đây là bốn đang thắc mắc điều này nơi thắc mắc điều cô mà ghim này em chặt của em nó không có cái ghim đấy của cô nha, xong rồi nha nó bị xóa tất cả các tin nhắn khác luôn đi, nó chỉ còn có cái. Nhìn cái tay nó này. Zalo của em là Nguyễn Dịu đúng không? Vâng ạ. Đấy, cô gửi Ok đấy được thì rồi, thế thì cô sẽ gửi luôn cái file này cho em nhá. vâng. Và lần sau trước khi vào lớp thì em nếu mà có bất kỳ cái vấn đề gì về bài tập thì phải nhắn tin trước buổi học ngày ngày đó nhá. Vâng. Không có chuyện đến hôm nay bắt đầu mới nói đâu. Classbook là sách giáo khoa, còn workbook WB này nó chính là sách work. Sách workbook là sách bài tập. Cái thứ hai là tại vì không có sách này nó cũng không làm được video. Thực sự là không thể chấp nhận được cái lý do của các bạn. Đến lớp không chịu làm bài tập, thực sự với tư cách một người giảng dạy thì người ta rất là chán, Chuẩn bị trước để khi nào nhớ mà nó có thì có mới chửi bởi luôn. vì người ta sẽ không biết là các em có hiểu bài hay không. Đánh giá các tiêu chí chấm thông qua việc làm bài tập nữa mà. Em cho cô là bài tập là quay cái video về cái The Tree House đúng không cô? Cô à? Có cả kiểu rất hợp lý rồi biết sao nữa em hợp Đây. lý em nghĩ chẳng biết mày phải nói gì đó thì nó mới ghi. Cái bài tập này đáng lẽ ra phải là thứ bảy của tuần trước nhưng mà tại vì thứ bảy các bạn không làm bài tập nên là cô đã yêu cầu các bạn là sang buổi chủ nhật, đến buổi chủ nhật là các bạn phải đọc lại cho cô bài này và dịch sang tiếng Việt. Tuy nhiên các bạn tiếp tục không làm bài tập cho đến tận ngày hôm nay. Cái thứ hai là làm một quay một video để đọc quay một video để đọc lại cái bài này nhưng cũng không có. Nào Phúc, turn on your camera. Yeah. Em thấy lâu lắm rồi nhỉ? Đang quăng cái này. Phúc, please turn on your camera. 12 năm rồi. Yêu nhau 12 năm.
Phúc, can you hear me? Em đang nghe thế, à mình đang nghe thế. Phúc. Yeah, I want to ask you, where is your homework? I didn't receive. What are you saying? What? Where is your homework? Why? Mình mình Where is your homework? I didn't receive from you. Have you done your homework? Where is your homework? Have you done your homework? Book? Yes or no? Yes or no? Why? Why didn't you done your homework? Why didn't you do homework? What is all? What is all? Tại sao chưa làm bài tập? Forget. Tại sao lại quên? So what about long? Where is your homework? Quên nhiều lần lắm rồi đấy. Mình cũng nghĩ việc cái quên, việc cái việc quên này không phải là vô tình của các bạn mà là cố tình. Các bạn đến lớp các bạn không làm bài tập thì các bạn đến lớp làm gì nhỉ?
Không phải cái việc là cô phạt các bạn khi mà các bạn không làm bài tập về nhà nó thành thói quen nữa. Thực sự là rất là bực mình khi mà lần nào ra bài tập cũng không làm về nhà ấy. Thế anh bài tập của thế anh đâu? Em chưa làm. Tại sao lại chưa làm? Bật cam lên. Because I have con làm mà nên nhà này một tay đến tới mình bài tập thi thì nhiều. Đây không phải là lớp học à? Đây sẽ là lần cuối cùng cô phải nghe cái câu là I forget nhá. Okay, please think. Click on the link. Okay, now let's start. Thank you.
ta thứ này á. Đấy là bài thử ngữ, còn thuốc còn thử ngữ. Mày thử ngữ đâu mày hiểu lắm. Quỳnh lại đau bộ. Đi khách mà tao được đấy. Answers. I can see many mistakes. You are grown so much. Now let's see this question is here. The first one. The question is, what is this word with a suggested idea that is a noun. It has a long thin tune with a metal teeth for cutting wood. And long is correct answer. Is the so what does saw mean? Long, what does saw mean? Cái cưa. Cái cưa. Đúng rồi. Long dịch cho cô câu này nào. Dạ. Một cái gọi có cần dịch chỗ nào không cô? Danh từ rồi, ok, nào yeah. Danh từ tiếp nào. Danh từ một thứ dài và mà gọi là mỏng. Một vật dụng dài và mỏng với những cái răng kim loại để cắt gỗ. Đúng rồi, đây là từ gì? Cắt gỗ. Đúng rồi, và đó là từ gì thì nó là cái cưa. Rồi, ok, right. Now Minh Phúc and Minh Châu, answer is noun. What does it mean? Nó nghĩa là gì? Các bạn tưởng để từ hoặc để đổi. À, ok.
Ôi, thế anh trả lời là thế anh trả lời là gì đây? Since. Ừ, được chưa? Câu này nhá, còn ta đang chỉ đến từ đó là từ so. What is this word? Đó là từ gì? Các bạn đọc phải đọc câu hỏi chứ? Được chưa? Câu số 2 nhá. Nào, câu số 2. In this sentence, where is adjective? Câu này có nghĩa là gì hả bạn Thế Anh? Trong cái câu này thì là Thế Anh, câu đọc hỏi Thế Anh. Trong câu trên à, là hãy sửa câu và hãy tìm ra tính từ. À, in this sentence, trong câu này, where is adjective? Đâu là? Tính từ. Đâu là tính từ? Rồi, ok. Và trong câu này thì câu nào là tính từ nhỉ? Sorry, ở trong câu này thì từ nào là tính từ? Happy. Happy, ok, right. Happy là tính từ. Tiếp, câu số 3 nào. In this sentence, where is adverb? Adverb có nghĩa là gì? Trạng từ. Trạng từ. Ở trong câu này câu nào là trạng từ? Loudly. Loudly. Dấu hiệu nhận biết của một số trạng từ thì thường thường đuôi, cái đuôi của nó sẽ là có đuôi ly này. Các bạn nhớ chưa nhỉ? Các bạn mà trả lời sai ấy, được chưa? Where's adverb? Adverb đó là trạng từ. Ở trong câu này thì trạng từ nó sẽ đứng, vị trí của trạng từ thường thường sẽ đứng sau động từ. Được chưa? Cô nhắc lại, vị trí của động từ sẽ thường thường đứng sau động từ và cách để nhận biết chúng là có đuôi ly. Được chưa nhỉ? Tiếp nhá, câu số 4 này. Correct the sentence. I have ever written a play. I have ever written a play. Câu này bạn Châu nào? Câu này đáp án là ever. Các bạn bạn sẽ sửa lại là gì? Em cho cô đáp án. Em sửa sẽ là ever. Ever chuyển thành gì nhỉ? Ever sẽ chuyển thành every. Biến cô. I have never Bin. Written a play. I have never written a play. Tôi chưa từng viết. Tôi chưa từng viết cái cuốn kịch này, được chưa? Never nhá. Tiếp nào, câu số 5 này. Tiếp tục là correct the sentence. Tìm ra lỗi sai. Và ở đây, cả bốn bạn đều trả lời là since. Since thì chuyển thành gì? For. For. Các bạn lưu ý cho cô là since thì cộng với gì? Một thời gian. For cộng với khoảng thời gian. Khoảng thời gian, đúng rồi. 5 years, nó là một quãng thời gian 5 năm, đúng không? Nên chúng ta sẽ không dùng since, mà chúng ta phải dùng for, đúng nhỉ? Tiếp nhá, câu số 6 nào. Correct the sentence. Ở đây thì cô yêu cầu các bạn phải viết lại cả câu. Cái câu sửa ấy, đúng không nhỉ? Câu này em đúng mà. Had piano lesson. Minh Phúc bị thiếu từ... Minh Phúc, Minh Phúc quên thiếu last. Từ gì? Last. Đúng rồi, Minh Phúc bị thiếu từ last. Long thì bị thiếu. She has had piano lessons since last January. Ok, Thế Anh thì... Nào, Thế Anh chú ý cho cô chỗ này nhá. Cái dấu phẩy S này không phải là is mà là has. Được chưa? Bởi vì đây là thì gì? Hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành. Thì cái phẩy S đấy không phải là to be mà nó là viết tắt của... Mà nó là viết tắt của has. Nhớ chưa? Còn V E này nó chính là viết tắt của have. Các bạn nhớ chưa nhỉ? Yeah. Chú ý nhá. Ở trong thì hiện tại hoàn thành thì cái phẩy S này nó không phải là is đâu mà nó phải là has. Được chưa? Tiếp nào. Cái January này nó là tháng 2 thì nó chính là mốc rồi đúng không? Nó là mốc thời gian thì phải là dùng gì? Dùng since. Đúng chưa? Thiếu last. Phúc đổi. Đây này, bài của Phúc đúng. Chỉ thiếu mỗi cái last thôi. Được chưa nhỉ? Các bạn còn lại thì...
Minh Châu tại sao viết lại cả câu này? Người ta yêu cầu viết lại cả câu và sửa lại mà. Nào các bạn phân biệt được cho cô thế khi nào dùng since, khi nào dùng for chưa? Yes. Rồi ok. Cái này chắc ở trên lớp thì cũng được nhắc rất là nhiều đúng không? Tiếp nào, câu số 7 nào. That is a noun. That is a large flat piece of wood. What is the word? Từ gì ở đây? Ở đây thì cô đã cho một ví dụ minh họa, cái hình ảnh minh họa. So là cái cưa. Plate. Plate thì không phải. Plate nó là cái đĩa. Rồi thì anh Ushit là đúng. Ngoài ra thì còn có một từ nữa mà các bạn hôm nọ học. Ở trong bài thì người ta không nói là Ushit, đúng không? Boat. Nhưng mà đúng rồi, boat. Boat. Ở đây Minh Châu không phải là broad nhá, mà phải là boat. B-O-A-R-D. Được chưa nhỉ? Boat. Còn Ushit cũng đúng. Ushit là hoàn toàn đúng rồi. Là miếng tấm gỗ. Nhưng mà boat là cái bảng mà. Ừ, đúng, chính xác, bốt là cái bảng, nhưng mà ở trong cái quyển sách này ấy, cô đang dựa vào cái quyển sách này này, thì lúc đó các bạn, ở trong sách này thì người ta định nghĩa cái này nó là bốt, nhưng thực chất cái này nó phải là good shit, được chưa nhỉ? Trả lời theo thầy anh là đúng đó. Cô chỉ đang nói là cái từ bốt này này nó được tính ở trong cái quyển sách này. Được chưa? Chứ còn bot thì nếu mà dịch ra thì nó là phải là bảng mới đúng nhá. Nó phải là cái bảng thì mới đúng. Tiếp nha, câu cuối cùng. À không phải câu cuối cùng đúng không? Một câu nữa đúng không? How many syllables? Syllables có nghĩa là gì nhỉ? Syllables chắc là âm hơn. Đúng rồi, syllables, âm tiết. Âm tiết, các bạn có hiểu thế nào là âm tiết không? Yes. Là đọc À không, tức là có mấy chữ, có mấy từ, có mấy tiếng. Trong một từ có thể có nhiều âm tiết. Được chưa nhỉ? Ví dụ nhá, cô ví dụ cho từ này này. Communicate. Thì trong cái này có bao nhiêu âm tiết? Đây nó là một từ. Communicate. 4. Đúng rồi, communicate có 4 âm tiết. Nên như vậy các bạn hiểu thế nào là âm tiết chưa? Yes. Thế nhá. Và còn ví dụ như từ we này này. We held on to the kite string. We held on to the kite string. Thì có bao nhiêu âm tiết? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Ở đây thì đều, ở đây các cái từ này thì đều là đơn hết, chứ nó không có các cái từ nối vào với nhau, nên nó sẽ coi cái này luôn là một âm tiết. Các bạn hiểu chưa? Đúng rồi, nhưng mà định... ở trong một từ thì có nhiều âm tiết nhá. String, lúc đầu em định điên tạm. Không, cái string này nó là một đấy chứ không phải hai, chứ không phải tách nhau đâu nhá. Mùi nó tung mốc lên. Nói lại này, we held on to the kite string, 7 âm tiết nhá. Rồi tiếp nào. Câu cuối cùng. A tomb. This is a heavy mat. Metal hat mounted at the right angles at the end of the handle. Hammer, that's right. Hammer là đáp án chính xác nhá. Đây là người ta đang nói là một cái dụng cụ mà, đúng không? Thì không thể nào. Minh Phúc không biết câu trả lời đúng không? Rồi, ok, không sao. Ông mời bố em gặp câu này luôn, nên là em nói hiểu họ nói cái gì, nên là em vẫn... Ok. Rồi. Nó là cái búa nhá, hammer. Rồi. 9 câu vừa rồi cũng chính là toàn bộ kiến thức mà buổi trước cô đã dạy, nhưng mà có vẻ sai nhiều như này thì chưa nhớ nhiều đúng không? Nếu bây giờ chơi lại thì các bạn xem nhớ đáp án mất rồi. Ông chơi lại bạn, đi cái khác nữa. Các bạn chú ý cho cô cái chú ý cho cô các cái câu hỏi vừa nãy nhá, vì sao lại sai và nhớ cách chữa lại nhá. Rồi hôm nay chúng mình học bài tiếp theo. Nào review.
học đến review rồi đấy nhá. Unit 1 của review rồi đấy. Now before you listen, now in exercise 1, that is a quiz you have done, right? So let's move to exercise 2, listen and write. We have how many words in the box? How many words in the box? How many words in the box? Cô bật lại. Đó, cô là 8. 8? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay, so there are 8 words, right? So, but we have one word is, it is example, right? So we have 7 things to do, right? So, you have to listen and then write the words in this blank, okay? Are you understand? Do you understand? Do you understand what I mean? Yes. Okay. No, let's... Neymar. I will turn on the radio. Give me a minute. Check 10. Check 10. Listening 10. Listen. Các bạn có nghe thấy gì không? Yes. Okay. Now, are you ready? Yes. Okay, yes. Now. Let's get started. And write. Sing, you can build it. Write down the answers in the notebook. Have you ever built a boat? Build it, sail it, watch it float. Take some nails and take some wood. Building new things feels so good. You can build it, you know how. Make a plan and build it now. Building things is fun to do. Let's try building something new. Have you ever built a kite? Take some string and tie it tight. Take a hammer, take a saw. It's such fun, let's build some more. You can build it, you know how. Make a plan and build it now. Building things is fun to do. Let's try building something new. Okay. So, do you have the answer? Listen again. Okay, do you want to listen again? Okay. Again. Okay. Nghe có bị khó không? Của sinh viên với cựu sinh viên. Không, thử cho em nghe lại hơi nhầm. Ờ rồi, ok, nghe lại nhá. Nào, nghe lại. Listening 10. Listen and write. Sing, you can build it. You ever built a boat? Build it, sail it, watch it float. Take some nails and take some wood. Building new things feels so good. You can build it, you know how. Make a plan and build it now. Building things is fun to do. Let's try building something new.
Have you ever built a kite? Take some string and tie it tight. Take a hammer, take a saw. It's such fun, let's build some more. You can build it, you know how. Make a plan and build it now. Building things is fun to do. Let's try building something new. Okay, finish. Okay. Yes, finish. Book and Thế Anh is done. Are done. So what about Long and Minh Châu? Em đâu cô ạ. Em nghe được. Mẹ quên hết đáp án rồi. Cô bảo ghi ra vở mà. Không ăn nhưng mà em làm việc ở sách giáo khoa đâu cô. Không có sách giáo khoa thì cô cho các em nhìn lên trên màn hình rồi còn gì, cô share màn hình mà. Cô có share màn hình trong lúc các bạn nghe mà đúng không? Yes. Rồi cô sẽ cho bạn Châu nghe lại một lần nữa. Và Châu nốt lại vào trong vở của mình nhá. Châu nghe rõ chưa nhỉ? Em thôi, nhưng mà là em không viết kịp đáp án mà hỏi thì sao? Em chưa nghe mấy lần. Tại sao trong suốt thời gian nghe không ghi và ghi vào trong vở? Đấy là lỗi của em nhé. Trong khi ba bạn đều hoàn thành xong rồi mà. Học bài tập trung một chút nhé. Bây giờ lấy bút ra ghi vở và vở đi. Tại sao ba bạn khác làm được mà mình không làm được? Không nhớ thì phải lấy bút ra ghi chứ. Không bỏ file nha đi cô. Now one more time. Listening 10. Listen and write. Sing, you can build it. You ever built a boat? Build it, sail it, watch it float. Take some nails and take some wood. Building new things feels so good. You can build it, you know how. Make a plan and build it now. Building things is fun to do. Let's try building something new. Have you ever built a kite? Take some string and tie it tight. Take a hammer, take a saw. It's such fun, let's build some more. You can build it, you know how. Make a plan and build it now. Building things is fun to do. Let's try building something new. Okay. Now let's give me the answer. Number two and number three. I like to invite chat đi cô. What? Chat. You want to type in the chat box? Yes. Okay, so all of you please type on the chat box. All the answers, okay? Okay. Now, Thế Anh, please, let's do it. Cô xem màn hình đi cô. Ai với bà cô? All the answers. À luôn. Bio là số 2, 3 là nails, 4 là pen. Now I want you to type in the chat box. Okay. On nhiều the cái answers, type in nhiều the chat cái chèn lại cái. We have 7 words, okay? 7 blank. Oh. Number 2. Bắt đầu từ number 2 nhá. 2 3 4 5 6 7 and 8. Trời.
Cần gì phải đi nói chuyện con tự biết. Gì có được nói chuyện với con không? Tôi sao chẳng anh thế? Nhập, từ năm nhất rồi. Ủa? Năm nhất của con rồi mà. Năm nhất thì chị đến với con ở đây thử. Còn bây giờ là thằng con. Trong nó có được không trời? Được hay không nào? Okay, Minh Phúc has the answer. What about the answers? Em về thì anh trả luôn. Oh really? Okay. It's okay. Nó họ nhà Yến á, dạy họ nhà Yến. Ôi, họ gì đấy? Họ kiểu gì đấy? Dạ. À, họ Yến á. Thôi con xin mình đi thôi. Rồi, con chúng ta chỉ chờ mỗi một bạn Châu nữa thôi. À, cái chờ. What? Number six là built. Number six is built. Okay, yeah. You can correct. You can correct. Cái của em là ghi D, nó về T nó có. Ok, có thể sửa lại mà. Nhắn viết vào viết xuống bên dưới sửa lại giúp cô. Ok. Anh ơi, anh dạy em đi nhá. Ok. Thế gì ạ? Chiều nay em lên đây được. Châu viết xong chưa? Chiều nay. Em chưa. Các tối nay đi có thời gian, các thời gian. Nói nhanh nào. Chả biết. Dạ. Mà là người ta mặc dù hát thì mà người ta vẫn bật rõ cái trọng âm của mình, sorry, vẫn bật rõ cái âm cuối đúng không? Cái đinh sao ấy các bạn nghe thấy không? Từ nào cũng có em sao rất là rõ. Ok. Now one more minute for Châu to do to complete. Bây giờ thì có 7 ạ. Có 8 bạn. Gì vậy con nói? Cà phê. Được chưa? Dạ. Rồi, ok. Nào, let's check. Con lười này, con lười này. Con nằm đấy để ăn nằm luôn. Rồi. Từ đầu tiên à? Nằm lên luôn đấm quần. Lười. Đi lười. Từ đầu tiên các bạn điền là gì? Build it, sell it, watch it, vote. The second one, take some. Một tí, vòng to cho các bạn nhìn. Lấy một cái dao gỗ, Linh ơi, dao gỗ. Với cái xanh, okay. Xanh. Okay, now, number two, xem các bạn điền gì nào. Nails. Number three, nails. Okay, nails. Okay, tất cả đều là nails, right? Number four, make a plan. That's right. Make a plan and build it now. Building things is fun to do. Let's try building something new. That's right. Something new. Okay, something new. Number six, have you ever built? That's right. Build. Ở đây tại sao người ta lại đưa cái từ build về quá khứ phần thứ hai nhỉ? Tại sao người ta lại chia?
Nó đang ở trong câu gì đây? Have you ever built a kite? Nó đang ở câu gì? Câu hỏi thì gì? Thì có sự hoàn thành. À, quên đi. Hiện tại hoàn thành. Đúng rồi, chính xác. Thì hiện tại hoàn thành. Have chủ ngữ. Thì có cả... phần thứ hai, đúng nhỉ? Have you ever built a kite? Cả quá khứ phần tư, cả quá khứ đều ghi built. Đúng rồi. Được chưa? Built. Đây là động từ bất quy tắc đúng không? Ở trong bảng của chúng ta. Chúng ta không đổi build thành ed mà chúng ta đánh chữ build âm t, được chưa? Câu số 7 nhá. Câu số 7 là take a hammer, that's right. Take a saw. Đúng rồi. Take a hammer, take a saw. Yeah. It's such fun, let's build some more. Bạn này dễ nghe đúng không? Yes. Rồi. Có bao nhiêu câu nhỉ? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 câu đúng không? 12 câu. Có 4 bạn. 12 chia 4. Được, mỗi bạn đọc cho câu 3 câu nào. Ok. Đọc tiếng Anh nhá. Đọc yes. Đúng. Đọc đúng như trong cái audio người ta hát người ta cũng đọc đúng cái ending sound, thì các bạn phải bật đúng cái âm ending sound của cho cô nhá. Nào, let's start. Have you ever built a boat? Em ai đọc cô? Đọc đi. Ba câu một. Build it. Sail it. What it float. Take some nails and take some wood. Okay. Đúng rồi. Nhưng mà ở đây nhá, những một số từ như này thì chúng ta có thể nối từ được nhá. Build it, sail it, watch it, float. Được chưa? Nối từ vào. Did, lead, treat. Được chưa? Build it, sell it, watch it, fold. Take some nails and take some wood. Okay, very good. Now the next one, Châu. Ba câu tiếp theo. Em được cô là building new things feels so good. You can build it. You know how. Make a plan and build it now. Okay, đọc cho cô cái này, cô có thể nối được rồi. Make a plan and build it now. Make a plan and build it now. Okay, right. Thank you. Very good. Long now. Then three next sentence. Building things is fun to do. Let's try building something new. Have you ever built a kite? Take some string and tie. No. Okay. Build. Now let's repeat after me. Build. Build. Kite. Kite. Okay. Very good. Rồi, ba câu cuối cùng nào, Thế Anh nào. Ba câu cuối cùng, ba này. Take some. Take some string and tie a plant. Lấy quần áo. So, take a hammer. It's a fun. Let's build some more. Okay, đọc lại cho cô cái này nào. Tie it tight. Đúng rồi. Take a hammer, take a saw. It's such fun. It's so fun. Let's
build some more. Let's build some more. Okay. Rồi. Như vậy là chúng ta đã kết thúc toàn bộ cái unit 1. Các bạn có nhớ là unit 1 chúng mình học cái gì không? Học về các dụng cụ để dụng cụ để làm các cái việc cái gì đó. Học gia nhập DSD club rồi là học cách làm cái cây rồi là học về mấy cái từ dụng cụ. Đúng rồi, chính xác. Ở unit 1 chúng mình học unit 1, the title of unit 1 is You can build it. Okay, so you had learned some words that related to build something, right? And about the grammar, you learned the three tenses, right? Present, simple, past tense and present perfect simple, right? Các bạn học ba thì đúng không? Hiện tại đơn hình quá khứ đơn mà. Hiện tại hoàn thành, được chưa? Rồi nhá, như vậy là chúng ta đã kết thúc unit 1. Chúng ta có bao nhiêu unit? Chúng ta có 12 unit. Và chúng ta đã kết thúc một unit rồi. Nào. Hôm nay chúng ta tiếp tục chuyển sang unit 2 nhá. Unit 2. It's showtime. Okay? Now, let's see. Unit 1, you can view it. So today we will learn. We'll move to unit 2. It's show time. So today we will learn lesson 1. Also, before we start unit 2, I will introduce through what you have learned in unit 2. Okay, in unit 2, you have to learn about the words that related to putting on the play. Working with words, you have to learn the silent letters, G and K. Words in context, the crowned diamond. About the grammar, you have to learn the two tenses, past simple and present perfect. Oh, continue. Right? You continue to learn past simple and present are present perfect. About the skill, you need to learn 4 skills: reading, listening, speaking, and writing. Okay, that's all. Now let's begin. Please write down on your notebook. You need to. It's showtime. Now lesson 1. Before you tell me some new words that you have learned, I will turn on the radio for you, and you had to listen and then role play. Okay. Do you understand what I mean? Okay. If you don't get it, what I mean, please tell me and I will say again, okay? Nếu mà các bạn không hiểu cô nói gì, các bạn phải bảo cô để cô nói lại nhé. Okay, so lesson 11. Listening 11. Listen and read. Can you hear? Okay, now let's start. Yes. Who are the children waiting for? Why? You want to say two times. I'm so excited. The audience has arrived. Our play is going to start in 5 minutes.
I'm not excited. I'm nervous. I need to look at the script again. I don't want to forget my words. Relax, Kate. You've already learnt the script. You know what to say. You look great. Your makeup is really cool. Thanks, Ed. So is yours. You look really scary. Where is Finn? He's got all our costumes. He's very late. The lights in the hall have just gone down. It's time for the play to start. Has Finn tried to call you, Kate? No. Oh, wait. This is Finn now. Hi, Finn. What's going on? I'm really sorry. My car has just broken down. I've already called the garage, but they can't come for half an hour. Oh no! What are we going to do? The audience is waiting, but we can't perform the play without our costumes. Okay. Well, listen one more time. Listen again. Listening 11. Listen and read. Who are the children waiting for? Why? I'm so excited. The audience has arrived. Our play is going to start in 5 minutes. I'm not excited. I'm nervous. I need to look at the script again. I don't want to forget my words. Relax, Kate. You've already learnt the script. You know what to say. You look great. Your makeup is really cool. Thanks, Ed. So is yours. You look really scary. Where is Finn? He's got all our costumes. He's very late. The lights in the hall have just gone down. It's time for the play to start. Has Finn tried to call you, Kate? No. Oh, wait. This is Finn now. Hi, Finn. What's going on? I'm really sorry. My car has just broken down. I've already called the garage, but they can't come for half an hour. Oh no! What are we going to do? The audience is waiting, but we can't perform the play without our costumes. Okay. That's all. So we have some four characters here. Right. Libby, Kate, Ed, and Finn, is that right? So we also have four students here. So who is Libby? Which one tier two? Libby? Ming Chou, right? Chou is that's right? Okay, so Chou is Libby. So what about Kate? Who is Kate? Em được cô Kat là cái người mặc áo màu xanh nước biển. Yeah, I understand. But who is Kate? Ai sẽ đóng vai làm Kate nhỉ? Libby sẽ đóng vai làm Châu sẽ đóng vai làm Libby. Ai sẽ đóng vai làm Kate nhỉ? Ai đóng vai làm Kate? Who is left here? Okay, Long. Bảo Long. Good. Long is Kate. So who is Ed? Who is Ed? Thế Anh. Okay. So Finn is Phúc. Okay. Now let's role play. Đóng vai nào. Let's start. I'm so excited. The audience has arrived. Our play is going to start in 5 minutes. Kate? I am not excited. I'm nervous. I need to look at the script again.
I don't want to forget my words. Relax, Kate. You already learned the script. You know what you say. What to say? At? Oh, you look great. Your makeup is really cool. Kate, go on. Hang on. And so is yours. You look really scary. Scary? Okay, go on. Libby. Where is Finn? He's got all our costumes. Costumes. He's very late. Cháu. Relax. In the hall. It's time for the play to start. Has been trying to tell you, Kate. Okay. No. Oh, wait. This is Finn now. Okay. Hi, Finn. What is going on? I'm really sorry. My car has just broken down. I have already called the garage. But they can't come for half an hour. Oh no. What are we going to do? Thầy Anh ơi, tập trung vào bài giúp cô đi. The horizon is writing what we can be from the play with our custom. Audience. Perform. Perform. Without. Customs. Okay. Rồi một lần nữa. Nhưng mà đổi vai cho cô nào. Who's Libby? Libby is Thế Anh. Kate is Minh Châu. Phúc is Ed. And Finn is Long. Okay. Now let's cut. I'm so excited. The audience has arrived. It's going to start 5 minutes. Start 5 minutes. I'm not excited. I'm nervous. I need to look at the script again. I don't want to forget my words. Libby? Yeah.
relate case you have already learned the script, you know what to say. You look great. Your makeup is really cool. Your makeup. Thanks. Your makeup is really cool. Thanks, Ed. So is yours. You look really scary. Now go on. Well, it's Finn. He's not our custom. He's very late. The light in the hall went down. It's time for the play to start. Has Finn tried to call you, Kate? No, I'll wait. This is Finn. Hi, Finn. What's going on? Cool. I'm really sorry. My car has just broken down. I've already called, but they can't come for half an hour. Garage. Oh no, what are we going to do? What are you going to do? The audience is waiting, but we can't perform the play without all customs. Rồi, ok. Các bạn có 2 phút để... Sorry, nhìn vào đây. Chưa có béo quá không? Rồi, các bạn có 2 phút để nhìn lại toàn bộ cái bài đọc này và viết ra cho cô các từ mới mà các bạn... các bạn cho là từ mới vào trong chat box cho cô nhé. Sau khi mà cô quay lại thì cô sẽ giải thích nghe để cho các bạn được chưa nhỉ? Viết từ mới vào trong chat box cho cô. Tạm biệt. Sau khi xong thì cô sẽ quay lại để cô cung cấp từ mới cho các bạn nhé. Viết từ mới vào trong chat box nhé. Okay, so I'm back. Now, do you have any new words? No? Sắp đưa với cô. Okay.
Không có từ mới làm thì nữa, cô bác dịch mà không biết từ đấy là từ gì thì cô bảo nhá. Cứ có đăng ký có nhiều lắm cô ơi. Thế hả? Ừ thì cứ ghi hết ra đi. Tại vì hôm nay là unit mới mà nên chắc chắn sẽ có từ mới rồi. Không để tránh khỏi. Thế vào trong chat box cho cô nhé. Ok nào. Cái let's see. Ok. Mình cũng have many new words. Now another person. Cô em chưa xong cô ạ. Cứ tiếp tục viết đi không sao hết. Cô xin nhỉ, các bạn dừng viết. Các bạn cứ tiếp tục viết cho cô. Không, vẫn chắc là bị thì dưng nó lành thôi. Hôm nay mới đỡ lạnh như này. Có kiểu đang cướp này. Không có thấy thịt của Quỳnh bị nước lao luôn đấy. Sốc sợ. Đau lắm. Vậy sao? Vậy sao? Lúc cho tao môi trong tay nó bị thế mà. Làm sao? Tay được Quỳnh. Ok. Vậy là cứ động vào cái nước. Tôm. Sáng cái thứ nó ngứa tay luôn. Các bạn khác tiếp tục viết từ mới vào trong trong chat box cho cô nhé. Tiếp nè. Mình nhanh nha. Ok, garage nữa. Người đau đớn là mình chứ ai. Ok, garage. Tự mình hãy đi. Ok. Rồi, từ tiếp theo nè. Bác khỏi này nha. Khỏi để tí ăn thịt ốc. Thế anh, where do you go? Em đi lấy về sạc đi. Đi thì phải nói chị. Ngủ được khi các bạn công thức. Thân xem bạn không thân nhá. Em nói qua rồi, không cần bảo lấy cái kim. Rồi, ok, excited rồi. Alright, rồi, script, rồi, customs. Ok, có thêm từ perform. 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 Ui, còn ai nữa nhỉ? Còn mấy đứa khác thì sao? Mấy đứa khác có không? Long có từ mới không? Không hả? Ok, good. What about Thế Anh? Do you have any new words? Ok, very good. Nào, chú ý lên đây cho cô. Các từ mới mà các bạn có thắc mắc. Nào, the first one, excited. Từ này học được nha. Đúng rồi, thú vị, vui. Chính xác. Audience. Là khán giả. Đúng rồi, khán giả. Very good. Nghĩa lộ Yên Bái. Audience là khán giả, ok. Tiếp nào, arrive. Là trở lại hoặc là đến. Đúng rồi, arrive. Cái thêm đi này là người ta đang chỉ ở thì quá khứ đó nhá. Các bạn học từ gốc cho cô nhá. Arrive, đến. Chưa, arrive, đến. Nervous. It is adjective, lo lắng. Right? Đúng rồi, nervous, lo lắng. Very good. Excited, nó cũng là một tính từ nhá. Audience là now, một danh từ, arrive, động từ nhé. Sorry. Script, Fiona script. Script là now, là bản thảo hoặc là kịch bản. Đúng rồi, nó là chính là cái kịch bản. Và cái kịch bản này gọi là cái kịch bản các bạn viết tay á. Cái kịch bản mà các bạn viết tay, các bạn nhìn vào đó, các bạn đọc đó. Ví dụ như cái phần listening nhá. Cái phần listening á, cái phần mà các bạn đang nghe này thì chắc chắn người ta cũng sẽ có một cái gọi là cái phần mà người ta ghi ra giống như này này, được chưa? Và người ta gọi là script, được chưa? Script, nó là kịch bản nhá.
Tiếp nào, custom. Custom là gì? Đồ hóa trang. Đúng rồi, đồ hóa trang. Đồ hóa trang, trang phục. Custom, trang phục. Được chưa nhỉ? Hai cái mắt này thì một mắt có mí, một mắt không có mí. Tiếp theo, con. Gọi là mắt một mí. Gold là vớt ba của gold. Đúng rồi, con, nó chính là vớt ba của gold đó. Đi, được chưa? Go, sau đó đến went. Và vớt phần thứ ba, sorry, vớt phần thứ hai là gone, được chưa? Từ gone, xem từ gone nó ở chỗ nào nữa. À, ở đây thì các bạn nhớ chú ý cho cô là nó đi cùng với từ go này nhá, go down. Go down. Go down. Đắt tắt xuống rồi để cho tất cả đều lên đó, được chưa? Go down. Okay. Down là xuống hả? Broken. Broken nó là gì? Hư hỏng. Broken là quá khứ phân thứ hai của từ gì? Break. Được chưa? Break. Sau đó, đó quá khứ đơn của nó là broke và quá khứ phân từ của nó là broken. Được chưa nhỉ? Broken. Vỡ. Đúng không? Và người ta kết hợp với từ break down có nghĩa là gì? Hư hỏng. Đúng rồi. Break down. Hư hỏng. Được chưa? Cụm từ nhá, break down. Nhá, cụm từ break down, hư hỏng. Tiếp là scary có nghĩa là scary. Scary, scary nó là danh từ nhá. Nỗi sợ. Đúng rồi, chính xác, sự sợ hãi. Còn tính từ của nó là scared. Scared, scared. Chà, tiếp nào, garage. Nó chính là cái gì? Cái này nó là cái nhà gì đấy? Xe. Đúng rồi đấy, nhà xe. Nó chính là cái gara. Các bạn hay đọc ở Việt Sóc là gara đấy. Và từ cuối cùng, perform. Perform nó là một động từ hoặc là một danh từ cũng được. À, sorry, cái này là động từ nhá. Perform là chính, trình diễn. Danh từ của nó là performance. Performance. Buổi. Buổi trình diễn. Được chưa? Đây là toàn bộ các từ mới mà các bạn thắc mắc. Đây đợi cô tí cô sẽ được chưa? Rồi bây giờ ghi vào giúp cô vào trong vở. Không. Chấm vào, lấy cái này phải chấm vào. Ghi xong rồi cô ạ. Ok, very good. Rồi các bạn đọc lại cho cô một lượt nữa tất cả các từ này nè. Phúc đọc cho cô nè. Excited. Excited. Phúc. Dạ. Yeah. Đọc từ lại cho cô. Excited. Excited. Audience. Audience. Arrive. Arise. Arrive. Arrive. Nervous. Nervous. Script. Script. Custom. Custom. Go. Go. Went. Went. Gone. Go down. Break. Broke. Broken. Break down. Scary. Scare. Garage.
Gareth. Ủa em nhớ từ Gareth học rồi mà ta. Đúng rồi, từ này học rồi mà. Perform. 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 Book one. Perform. Đi okay, now perform. Book one. Perform. Performance. Performance. Okay, very good. Thế anh nào? Các bạn từ cho cô nào. Sorry. Excited. Excited. Audience. Audition. Audience. Audience. Anh nhá, audi âm này có một cái âm nk này thôi, mình đọc là ns nhá. Audience. Audience. Thế anh. Audience. Alright. Alright. Nervous. Nervous. Tiếp nào, đọc tiếp nào. Script. 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 Custom. Custom. Go. Go. Châu tắt mic nào. Go down. Go down. Break. Break. Rock. Rock. Broken. Broken. Break down. Break down. Scary. Scary. Scare. 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 Garage. Garage. Perform. Perform. Performance. Performing. Okay, rồi. Các bạn biết hết nghĩa của các từ này chưa nhỉ? Rồi. Rồi, okay. Toàn văn hôm à cái bài sorry. Cái trao này nó cũng không có nhiều quá nhiều từ mới lắm. Đúng không? Chúng ta có bao nhiêu bức tranh? Có 6 bức tranh. Dịch qua nhá. Bạn nào dịch qua cho cô nào. Bạn nào dịch qua cho cô nhỉ? Phúc out rồi à? Châu nào? Châu dịch cho cô bức tranh số 1 và bức tranh số 2 nào. Châu dịch cho cô bức tranh số 1 và bức tranh số 2 nào. Châu. Em dịch bức tranh số 1 và số 2 à cô? Đúng rồi. Em cho cô là tôi rất vui mừng. Đúng rồi, tôi rất là háo hức. Đúng rồi, chính xác. Sai rồi, đây chính là dịch là háo hức, vui, vui mừng. Tôi rất háo hức. Khán giả đã đến vở kịch của chúng tôi sẽ bắt đầu nào vào 5 phút nữa. Đúng rồi. Tôi không hào hứng vì tôi rất lo lắng. Tôi cần phải nhìn vào bản kịch. Tôi không muốn quên lời kịch bản script vào, kịch bản một lần nữa. Vào một lần nữa, tôi không muốn quên lời của mình. Đúng rồi. Hãy thư giãn đi, Kate. Bạn đã học được kịch bản. Bạn biết nói gì? Đúng rồi, bạn cần biết phải nói những gì. Bạn còn biết phải nói những gì? Ed, bạn trông thật tuyệt vời. Trang điểm của bạn thực sự là rất hết, rất là ngầu, rất là ngầu. Cảm ơn Ed của bạn cũng vậy. Bạn trông thật sự đáng sợ. Rồi. Bức tranh số 3 và bức tranh số 4 nào. Long nào. À không. Thế anh nào. Bức tranh số 3, số 4. Funeral. Anh ấy đang đi thay chinh phục. No, he's got all our customs. Anh ấy đang có tất cả cái gì? Trang phục. Trang phục của chúng ta. Anh ấy mới thật lâu. Những ánh đèn. Ánh đèn ở trên sân khấu làm sao? Sân khấu. Ánh đèn chiếu. Thì vừa mới tắt.
thời gian cho chúng ta trình diễn. Thời gian cho vở kịch làm sao? Đã đến lúc vở kịch bắt đầu. Bắt đầu. Mà phim gọi gì đó, gọi cho Finn không? Has Finn tried to call you, Kate? Finn có không sao? Finn có cố gắng gọi cho bạn không, Kate? Hey, Kate không. Oh. Gọi một lát. Finn, đây là Finn, đúng không? Finn đến rồi. Ồ, trong cái bức tranh số 4 này thì các bạn chú ý cho cấu trúc câu này nhé. Now, it's time for somebody to work. Đã đến lúc ai đó phải làm gì? Được chưa? It's time for somebody to work. Đã đến lúc ai đó phải làm gì? Cấu trúc câu nhé. It's time for somebody to work. Đã đến lúc ai đó phải làm gì? Rồi tiếp. Bức tranh số 5 và bức tranh số 6 nào. Bạn Long nào. Số 5 với số 6 luôn hả cô? Chào Finn, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Finn nói là tôi rất xin lỗi, xe của tôi đã bị hư hỏng. Tôi đã gọi cho gara nhưng họ không thể đến trong vòng nửa tiếng nữa. Ôi không, chúng ta phải làm gì bây giờ? Nhờ khán giả đang chờ đợi. Nhưng chúng ta không nên trình diễn nếu như chúng ta không có đồ hóa trang. Đúng rồi, chính xác. Rồi, bài tập về nhà của các bạn này. Bài tập về nhà của các bạn là làm cho cô bài tập số 3 nhé. Read again and write the names. Cái thứ hai là học các từ mới mà các bạn hôm nay đã học, được chưa? Học lại từ mới các bạn hôm nay đã học và làm cho cô bài tập số 3. Tại vì buổi ngày mai đã học là buổi ngày mai thôi, nên là cô sẽ cho ít bài tập hơn. Được chưa? Chỉ có bài tập số 3 thôi nhá. Nên các bạn còn phải đọc về làm hả? Cần chụp là gì? Cô gửi bài lên cho em lớp xem nhé. Chụp bài sau đó gửi lên vào trong gửi vào trong nhóm save, à gửi riêng tin nhắn cho cô nhé. Bài tập số 3, được chưa? Rồi. It's time to say goodbye. Goodbye, class. Goodbye, teacher.